Hello, chào tất cả các anh em đam mê bay chim ha. Và chào mọi người đang xem video của mình luôn nha. Thì hôm nay em mới hoàn thiện xong hai con máy của anh Toàn ở bên Vĩnh Long ha. Huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long ha. Thì anh có đặt mình hai cái nè. Thì mình cũng mới vừa hoàn thiện xong thôi, tí nữa mình test máy xong rồi mình lên đơn cho anh nhân viên chiều nay vô lấy luôn ha. Thì cái lo mình test thì mình để ở dưới đây ha. Thì mình tặng cho ảnh một cái thẻ và hai cái file mà ăn tháng này và tháng sau luôn ha. Thì nói chung ra thì anh em mua máy thì mình sẽ tặng tiếng cho anh em bún bao ăn chim luôn ha. Còn anh em nào muốn cần mua tiếng riêng á thì cứ alo cho mình ha. Số điện thoại thì mình để lên trên màn hình nha anh em. Thì mình cũng có chia file cho anh em đồ đánh là bao ăn luôn ha. Thì bây giờ mình sẽ test máy nha anh em. Test máy cho anh em nghe cái file tháng 11, 12 này ha. Và cái file tháng bây giờ đang ăn luôn. Đây là cái file mà tháng 11 nè. 11 này và tháng 12 sau này nè. Là ăn 2 tháng luôn ha. Bao ăn ha. Bát chép thì mình có làm dấu sơ nè. Thì anh em cứ quýnh theo dấu mình ha. Đó, bát lên tí thôi. Bát chép thì rất là mạnh nha. Cho anh em nghe này. Đó, nhích lên tí thôi anh em thấy không? Đó. Anh em nghe rõ không? Anh em nhích bát đó, cái máy của mình bát chép thì anh em nhích bát lên tí thôi, ngay mực của mình là được nha anh em. Chứ anh em đừng có quýnh bát nhiều quá ăn yếu xìu anh em ơi. Nói chung qua thì theo máy nha, chứ anh em đừng có tin theo người ta mà chỉnh tầm bậy tầm bạ nha anh em. Thì nói chung ra anh em cứ chỉnh theo mình đi là ok nha. Máy thì bao lực bao lớn luôn nha. Mình test bằng cái lo 15 nha. Đó. Còn cái con dưới nè. Con này là con tháng 12, 11 luôn ha. Cái con này là đặc trị của nó là tháng 11 ăn hơi yếu, nhưng mà tháng 12 là bao ăn mạnh luôn nha. Con này nè. Kêu vậy đó. Anh em nghe nha. Đó, kêu vậy đó. Con này ăn cực kỳ mạnh luôn, mình hứa với anh em luôn. Tháng 12 là bao anh em luôn. Cái con này là đặc trị là mấy con cũng núm xám xám rồi đó anh em. Nói chung ra là nó đâm hai loại luôn, vừa vàng vừa xám luôn đó. Hai con nè, bật lên hai con. Nói chung ra mẫu máy của mình là bánh bao ok nha. Anh em đã test là cũng nhiều anh em là nói chung ra là bánh ăn chim cực kỳ mạnh luôn nha anh em. Nói chung ra ông anh ở bên, anh bạn ở bên Tây Ninh nè, rồi Đồng Tháp nè, An Giang nè, thì cũng khu vực đó là đang đi gọi nha anh em, chứ cạnh Long An đâu đó anh em. Thì thấy anh em bánh quá gì chúng luôn anh em ơi.
Mình ở đây thì hồi hôm được có 4 con à, 5-6 con mà xảy ra 2 con anh em ơi. Bây giờ mình sẽ test tiếng tháng 10 cho anh em nghe ha. Là tiếng lầm mây lầm gió hổng gà giờ nè. Tiếng này là tiếng con cũng đúng thùng nha anh em, với lại con bềm bẹp nha. Hổng gà giờ là nó ăn mạnh là cái con này nha. Con này là hổng gà giờ anh em quýnh ăn cực kỳ mạnh luôn nha anh em. Cái con mà thúc cái tùm nó thúc nè anh em, cho anh em nghe nè. Cái con này là ta kêu là con cúm núm khùng nha anh em, là cúm núm điên á. Kêu vậy đó. Con này là đâm nổi tiếng luôn nha anh em. Hổng gà giờ là nó làm mưa làm gió đó anh em. Thôi video mình test như đây thôi nha anh em. Thì bây giờ mình sẽ đóng gửi cho anh luôn ha. Thì anh em nào có cần máy thì cứ alo cho mình ha. Số điện thoại mình để lên trên màn hình nha anh em. Rồi, chào anh em ha.